Thiên Phúc rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Du lịch và Cuộc sống. Quý vị thân mến, một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 16:20 chiều thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý vị, theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thanh Hóa là ba địa phương đứng đầu cả nước về thu hút khách du lịch. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí quán quân với 21,6 triệu lượt khách nội địa, hơn 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8,1% so với kế hoạch năm 2022. Như vậy, dù còn 3 tháng nữa mới hết năm, nhưng chỉ tiêu đón khách trong nước của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã về đích sớm. Đó cũng là động lực để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm đón du khách quốc tế cũng như hướng đến mùa du lịch cao điểm cuối năm. Những tháng cuối năm là vào mùa đón khách quốc tế. Vì thế, việc thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng, đầu tư thêm nhiều sản phẩm du lịch sẽ góp phần tạo sự hấp dẫn cho điểm đến. Theo đó, thành phố xác định 3 nhóm sản phẩm du lịch tập trung phát triển là du lịch đường thủy, du lịch giải trí, ẩm thực, dịch vụ về đêm, du lịch khám phá lịch sử, kiến trúc và nghề truyền thống gắn với hàng loạt các tuyến bài truyền thống, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được tập trung đầu tư nội dung tuyên truyền qua các kênh báo chí truyền thống, báo điện tử, mạng xã hội. Đầu tháng 10 vừa qua, ngành du lịch thành phố đã đón đoàn 85 khách Pháp trên tàu Le Labrousse cập cảng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đoàn khách tàu biển đầu tiên sau gần 3 năm tạm ngừng các hoạt động đón khách du lịch tàu biển do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy số lượng khách lần này không phải quá lớn, nhưng đã báo hiệu sự phục hồi của ngành du lịch trên thế giới. Sự khởi động của ngành dịch vụ du lịch có hiệu quả kinh tế cao nhằm vào phân khúc khách du lịch cao cấp. Những năm trước đại dịch, lượng khách du lịch tàu biển đóng vai trò ngày càng quan trọng với ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, ngành du lịch thành phố đang tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các chính sách thuận lợi nhất để ưu tiên đón các đoàn khách du lịch tàu biển nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đón khách du lịch quốc tế năm nay và những năm tiếp theo. Hiện thành phố đang tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm du lịch, trong đó chương trình mỗi quận, huyện và thành phố Thủ Đức có ít nhất một sản phẩm du lịch đang cho ra nhiều tour tuyến hấp dẫn mới. Đến nay, đã có 12 quận huyện trên địa bàn xây dựng và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, đóng góp vào sự đa dạng, phong phú của điểm đến thành phố. Hiện sở đang tiếp tục phối hợp với các quận huyện để xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch khác, gắn với phát triển du lịch kinh tế đêm, du lịch ẩm thực. Chúng tôi cảm nhận được mỗi quận huyện đều có những cái khu di tích, những cái khu tâm linh và những cái ẩm thực rất là phong phú. Từ đó thì thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo là đề nghị mỗi quận và huyện phải xây dựng lên những cái tour tuyến giới thiệu cái sản phẩm của mình. Qua những cái giới thiệu sản phẩm đó, chúng ta có thể giáo dục được truyền thống, nâng cao cái văn hóa dân tộc và cái thứ ba nữa là chúng ta phát triển được dịch vụ kèm theo. Và các doanh nghiệp du lịch cũng sẽ căn cứ vào đây giới thiệu các sản phẩm, những cái tour ngắn ngày và thay đổi liên tục. Không chỉ là những sản phẩm đặc trưng của từng quận huyện, mà thông qua chương trình này, tất cả các sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nâng chất, làm mới để giới thiệu đến du khách theo tiêu chí quen mà lạ. Nghĩa là từ trước đến nay, du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã quen với những điểm tham quan ở khu vực trung tâm mà ít quan tâm đến các điểm đến ở các khu vực ngoại thành. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các đoàn công tác đi làm việc, kết nối với các địa phương quận, huyện, ngoại thành để xây dựng thêm những tour tuyến, điểm đến mới hấp dẫn hơn. Trong thời gian vừa qua thì sở cũng đã phân công các phòng ban chuyên môn phụ trách các quận huyện trong cái việc là hỗ trợ cho các quận huyện xây dựng các sản phẩm cũng như góp ý giúp cho các quận huyện trong cái việc thiết kế để ra được cái sản phẩm đặc trưng của đơn vị mình. Cái điểm thứ hai đó là cái việc hỗ trợ cho các quận huyện trong việc là hướng dẫn cái quy trình để xây dựng một cái sản phẩm du lịch như thế nào. Sau khi khảo sát đánh giá xong các sản phẩm đó thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các quận huyện trong cái việc hoàn thiện các sản phẩm, góp ý để làm sao nâng chất, nâng tầm để có thể đưa vào khai thác một cách hiệu quả nhất và thương mại để có thể bán được tour. Hiện nay các doanh nghiệp lữ hành đã dần phục hồi và hoạt động trở lại. Theo thống kê có gần 70% doanh nghiệp lữ hành quay trở lại thị trường. Hàng tháng có khoảng 20 doanh nghiệp xin cấp mới giấy phép kinh doanh lữ hành. Điều này cho thấy các doanh nghiệp du lịch lữ hành còn tồn tại sau 2 năm đại dịch thì hiện nay đều đã có sự phục hồi khá tốt. Từ chỗ bắt đầu lại ở vạch xuất phát, các doanh nghiệp đã có sự khởi động và tăng tốc rất nhanh chóng để bắt kịp với thị trường của những năm chưa xảy ra đại dịch. Từ đà phục hồi mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và lên phương án thu hút du khách vào những tháng cuối năm. Mặt khác,
mùa du lịch thu đông và đặc biệt là Tết Tây và Tết Nguyên Đán năm nay khá gần nhau. Thế nên ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp đã bắt đầu lên các sản phẩm mới cũng như gia tăng thêm các gói ưu đãi và quà tặng du lịch để thu hút khách. Đầu tiên phải kể đến đó là thị trường nội địa, phân khúc mà các doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt trong suốt một năm qua. Mùa du lịch cuối năm thì chúng tôi tập trung vào các đối tượng khách, đó là khách hàng nhóm gia đình, bạn bè cũng như là những khách du lịch đoàn thể. Vì đây là cái thời điểm mà các công ty du lịch đoàn thể để chuẩn bị để cho thưởng cho các cán bộ công nhân viên của mình trong cái mùa cuối năm. Vì vậy là chúng tôi đã chuẩn bị sản phẩm để đón đầu tất cả những cái nhu cầu của khách hàng trong cái mùa du lịch cuối năm. Bên cạnh đó thì những cái sản phẩm mà Vietravel đã chuẩn bị cho cái mùa du lịch cuối năm này, chúng tôi tập trung với mảng du lịch trong nước thì chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào các cái mùa, những cái chương trình ở khu vực phía Bắc. Và nó vì khu vực phía Bắc trong cái mùa cuối năm là nó có tính mát mẻ và có nhiều cái lễ hội. Bên cạnh đó thì những cái tuyến ở khu vực ở Sapa, những khu vực lân cận của phía Hà Nội, Sapa cũng rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Thì cuối năm nay thì Top Ten cũng đã có những cái series booking Tết rồi, trong đó là những cái tour trong nước, như ví dụ như là Phú Quốc, rồi Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng và Hà Nội, Sapa. Đó là những cái tour trong nước thì công ty cũng đã đặt cọc cái vé máy bay và cũng có khách đã đăng ký Tết trong cái chương trình tour nội địa kích cầu. Đối với thị trường nội địa thì như anh cũng biết đó là tất cả các điểm đến mặc dù là trước đây mình đã có rồi nhưng mà tất cả đều được làm mới lại hết. Làm mới trên cơ sở giá, làm mới trên cơ sở nhà cung cấp dịch vụ và làm mới trên cái việc truyền thông thương hiệu của mình. Đối với thị trường du lịch nước ngoài, outbound, cuối năm cũng được xem là thời điểm vàng của ngành du lịch. Các doanh nghiệp liên tiếp nhận hàng chục ngàn lượt đăng ký các sản phẩm du lịch đến các quốc gia có chính sách thoáng cho du khách. Bởi sau 2 năm bị cản trở vì dịch Covid-19, đây được xem là mùa thu đông đầu tiên du khách Việt có thể thoải mái du lịch cùng người thân và bạn bè. Thời điểm này, các tour outbound đến các quốc gia gần Việt Nam như Thái Lan, Malaysia, Singapore đang có sức hút rất lớn với hàng chục đến hàng trăm đoàn khởi hành hàng tuần. Ngoài ra, các tour đường xa như châu Âu và châu Mỹ cũng được du khách săn đón. Đặc biệt trong tuần qua, với việc Nhật Bản và Đài Loan chính thức mở cửa du lịch hoàn toàn cho du khách quốc tế, trong đó có Việt Nam, sau thời gian đóng cửa để chống dịch, các doanh nghiệp lữ hành cũng rất nhanh chóng để đưa ra thị trường các sản phẩm nhằm phục vụ cho du khách có nhu cầu tham quan những điểm đến vốn rất được người Việt ưa chuộng này. Chúng tôi đã có ngay cái bộ sản phẩm để đón đầu khách hàng đến với du lịch nước ngoài, đến với các nước khu vực Đông Bắc Á, mà đây là những cái nước có thị phần rất là cao trong cái mùa du lịch cuối năm của Vietravel. Trong cuối tháng năm nay thì Vietravel có một chuyến charter đi Nhật Bản vào mùa đúng vào vụ dịp cuối năm để chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái lễ hội gọi là cái lễ Tết dương lịch ở tại người Nhật, người ta sẽ tổ chức như thế nào và khách hàng sẽ được trải nghiệm những cái chương trình đặc sắc với cái chương trình khách charter đến với Nhật Bản vào cái ngày 30 tháng 12 năm nay ạ. Đối với du lịch Bến Thành thì thông qua các hội chợ và các việc xúc tiến du lịch đối với các tổng cục du lịch như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan thì tất cả những sản phẩm của các thị trường đó đều được làm mới kết hợp với lại cái khuyến mãi của các điểm đến ở nước ngoài thì Bến Thành sẽ đưa ra một cái chương trình, cái tour tuyến rất là hấp dẫn để mà phục vụ cho ngành du lịch của thành phố cũng như là các khách muốn trải nghiệm qua con đường outbound. Du lịch Bến Thành vẫn kỳ vọng vào những tháng cuối năm là những tháng bùng nổ thêm nữa đối với vấn đề mà khách đi tour, cụ thể là hai thị trường mà Nhật, Hàn sắp tới đây là sẽ là có những cái nới lỏng về vấn đề chống dịch. Do đó là cái việc mà khách đi vào những thị trường đó là càng phải nói là càng bùng nổ. Trong thời điểm này thì hiện nay thì do cái mình cũng còn ngại các những cái vấn đề xét duyệt visa với lại điều kiện về y tế đó thì sẽ ưu tiên về Thái trước, tại vì Thái hiện nay đi rất là dễ dàng.
thì tôi cũng đang hướng tới về Thái trước để giống như là lại lấy lại cái căn bản và sau đó từ đó mình sẽ làm lại những cái thị trường khác tốt hơn nữa so với 2019. Bên cạnh các tour nước ngoài thông thường, khi khai thác tour độc lạ được coi là thị trường ngách bởi không dành cho du lịch đại trà, không hướng tới số đông và không nhấn vào những cung đường, điểm đến truyền thống mà trở nên quá quen thuộc. Phân khúc khách hàng mà loại hình này nhắm tới là những du khách hiểu biết, muốn có được những trải nghiệm độc nhất vô nhị. Đây cũng được xem là một mảnh đất giàu tiềm năng để các doanh nghiệp lữ hành khai thác. Từ đến cuối năm thì các thị trường chính của Tugo sẽ mở lại là Nhật và châu Âu tour độc và lạ. Thì giữa tháng sẽ có một đoàn rất là đặc biệt đi đến vùng Bắc Âu và khởi hành từ Đức. Sau đó mình đến Bắc Âu để tham dự những cái buổi tiệc Noel ở Lapland. Đặc trưng của vùng đó là quê hương của ông già Noel đó, với lại săn cua tuyết này nọ, thì đó là những đặc sản của vùng Bắc Âu. Thì xen cả những ngày đó thì bên tour đã cố gắng để cho mình được ít nhất là 5 đêm ở Bắc Âu để cái cơ hội mình săn được cực quang thêm vào cái mùa đó. Đó là những cái mà tour đã hướng tới. Nếu như thị trường du lịch nội địa và outbound vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá tốt, thì ở mảng đón khách quốc tế inbound cũng đang được các doanh nghiệp lữ hành xúc tiến đẩy mạnh. Đây là phân khúc mang lại nguồn thu cũng như lợi nhuận lớn nhất trong hoạt động lữ hành. Tuy nhiên hiện nay, do vẫn còn nhiều yếu tố hạn chế như chính sách visa, chính sách chống dịch, khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng nhiều đến các thị trường khách quốc tế truyền thống của các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì thế, mùa du lịch cuối năm nay được xem là thời điểm khá quan trọng để các nhà quản lý cũng như doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm mới, những chương trình quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút khách ở các thị trường mới. Điều này cũng mang yếu tố quyết định đến mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế mà ngành du lịch Việt Nam đã đề ra trong năm 2022. Đối với cái mảng khách quốc tế đến với Việt Nam thì đây là cái thị trường mà chúng tôi cần phải tập trung và cần phải đầu tư mạnh. Vì vậy là chúng tôi cần phải làm đi xúc tiến lại các thị trường để cho khách hàng biết được Việt Nam chúng ta đã mở cửa như thế nào. Thì đây là không phải là cái lần đầu tiên chúng tôi đã đưa ra qua các cái lần hội họp với sở du lịch cũng như là các cơ quan ban ngành, chúng tôi rất đều nói là chúng ta cần một cái thông điệp tổng thể để chúng ta cùng nhau qua cái sự kiện Việt Nam chúng ta đã chống dịch tốt như vậy, thì nó là một cái sự lan tỏa để chúng ta thông báo với bạn bè là Việt Nam chúng ta đã sẵn sàng mở cửa để đón khách quốc tế. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn đang thiếu về cái tính là tập trung để chúng ta có thể quảng bá. Thì như vậy đây là thời điểm rất là cần để chính phủ quan tâm, để tập trung đầu tư tổng thể, để mà có một chiến dịch marketing cụ thể để chúng ta có thể đưa cái điểm đến của Việt Nam chúng ta thành một cái điểm đến mà được nhiều sự lựa chọn cho khách quốc tế đến Việt Nam. Còn đối với inbound thì Bến Thành đã tích cực làm việc đối với các mà đối tác để mở thêm những cái công ty mà để phục vụ cho khách nước ngoài khi vào Việt Nam. Năm 2022 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực, trong đó du lịch đã tạo ấn tượng rất tốt thông qua sự trở lại của các doanh nghiệp lữ hành cũng như lượng khách luôn nằm ở vị trí dẫn đầu cả nước. 3 tháng cuối năm 2022 được kỳ vọng sẽ là giai đoạn tăng tốc quan trọng, tạo sự đột phá để toàn ngành du lịch thành phố bước vào năm 2023, phục hồi hoàn toàn như giai đoạn trước đại dịch xảy ra.